Chào cô chú anh chị và các em. Bữa nay Thảo nấu một bình nước nóng. Cái bình này khoảng 70 độ C. Thảo mới vừa nấu nóng nè. Rồi bây giờ Thảo sẽ pha một loại trà. Cái này là nhị của Hoa Nghệ Tây. Cái bình nước này Thảo sẽ pha khoảng 10 cái nhị của Hoa Nghệ Tây. Nó rất là nhỏ. Thảo để đây khoảng 15 phút thì cái nước này nó sẽ có màu đẹp lắm. Sau 15 phút, cái bình trà nó rất là vàng. Cái nước màu đẹp. Lần đầu tiên Thảo phát hiện ra được cái nhị của Hoa Nghệ Tây, giống như Thảo vui mừng mà tột độ luôn á. Tại vì cái hoa này á, nó chữa rất là nhiều bệnh, rất là tốt cho sức khỏe. Nhà Thảo thì ba không có ngủ được, rồi trong gia đình có người tiểu đường cao máu, mà uống cái này thì tốt cho cái giấc ngủ, trị được tiểu đường cao máu và rất là nhiều bệnh khác. Thảo Thảo được cái bông này nữa, giống như Thảo vui dữ lắm luôn. Bây giờ gia đình thường uống cái trà từ Hoa Nghệ Tây mà mua của nước Iran á, thì cái chất lượng nó là tốt nhất. Đây là nhị hoa Nghệ Tây. Uống nước ngâm từ nhị hoa Nghệ Tây giúp mình trẻ đẹp, sống lâu, chữa bá bệnh, rất là tốt cho sức khỏe. Hôm nay Thảo làm video cho cô chú anh chị và các em tìm hiểu về uống trà Hoa Nghệ Tây. Tại vì có nhiều cô, có nhiều chị hỏi Thảo á, sao da trắng mà đẹp quá vậy? Nên hôm nay Thảo làm video này nói tại sao da Thảo trẻ đẹp. Thảo không có đánh cái gì lên mặt hết á, chỉ có pha chút son môi với vẽ mắt thôi, cái da là tự nhiên luôn. Thì mỗi bỏ lại uống 10 cộng là 2 lít nước. 2 lít nước là 10 em cộng. Em uống nhiều em uống hết ít à. 2 lít nước là 10 cộng. Có được cho cái đó chứ, tự chứ nữa hả? Dạ. Tại mình vui quá. Nếu mà uống nhiều quá thì mình không uống cái gì mà quá nhiều em. Không. Không. 10 cộng cho 2 lít nước. Ừ, nó bây giờ. Nước người ấm ấm cái ly người ta bỏ nước uống thôi, nhưng mà tại em muốn làm một lần, thì một ca ngày. Quay một ca luôn. Ca này là 2 lít em muốn làm ngày vậy đó. 2 lít thì khoảng 10 cộng, 10 nhị. Cái hoa Nghệ Tây này khi mà pha uống á, nó chữa rất là nhiều bệnh luôn. Nó được coi là vàng đỏ của nước Iran. Trên thế giới thì có rất là nhiều nước trồng cái hoa này, mà đặc biệt là cái Nghệ Tây trồng ở nước Iran á, thì cái công dụng của nó nhiều lắm, nó đặc biệt nhất. Cái này mua ở Whole Food. Còn cái hộp này mua ở Costco đã được giảm giá rồi mà là 60 mấy đô la. Cái này của nước Spain. Trong đây á, nó có rất là nhiều cái nhị của hoa Nghệ Tây.
một cái bình vậy nè, khoảng 2 lít nước thì mình có thể bỏ vô trong đây nè, khoảng 10 cái bông, cái nghệ của hoa nghệ tây, và mình bỏ nước vô mình ngâm khoảng 15 phút là nó ra màu vàng vàng vậy nè. Uống nó không có cái vị gì khó uống hết á, cái vị nó hơi thoang thoảng thơm thơm, rất là ngon. Nếu mình uống cái nước này á, rất là tốt cho sức khỏe luôn, chữa được tiểu đường, cao máu, đặc biệt là phụ nữ á, trước khi mà có tháng á, hay đau bụng á, khó chịu á, uống cái này nè, giảm cái sự khó chịu đó lắm. Rồi nám tàn nhang, bụng uống một thời gian là bớt lắm, da sẽ đẹp, đẹp, trẻ đẹp là Thảo chịu. Có nhiều người á, uống rồi mà khi mà lớn tuổi á, nhìn cái da rất là đẹp, và cái mức độ lão hóa của cơ thể á, giảm xuống đáng kể luôn, chữa rất là nhiều bệnh như là về trong cơ thể mình á, làm cho mình rất là khỏe, như là ung thư nè, rồi tim mạch nè, nhiều nhiều bệnh khác nữa. Nên nếu mà gia đình nào á có người bị tiểu đường á, nên đi mua cái này uống ha. Tại vì á, một keo về nghe 60 mấy đô thì mắc, nhưng mà một cái bông của nó chỉ có 3 cái nhụy thôi, mà người ta lấy biết bao nhiêu cái bông, cả ngàn cái bông mới được một hũ như vậy nè. Cái bông nó rất là đẹp, hoa nghệ tây á, rồi mình ngâm ra nó ra cái màu vàng vậy nè, màu tự nhiên á. Mình có thể lấy để xay nhuyễn ra nấu đồ ăn cũng được nữa, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Mới có tháng 7 thôi mà nhà Thảo có bánh trung thu rồi. Bây giờ Thảo pha trà, uống trà ăn bánh trung thu. Wow, cái này được nha. Tháng 7 ăn chay ăn cái này được. Cái này nhân mặn, để cho ông xã với bên sình ăn. Mời cô chú anh chị và các em ăn bánh trung thu, uống trà nhị hoa nghệ tây. Thảo lo quay phim nên làm đồ ăn cho ông xã với Vincent á, trong vòng nửa tiếng à là có được món bún, cũng có rau cải đầy đủ. Cái trà này rất là tốt cho sức khỏe, nhưng mà có một số người không nên uống, là các chị em đang có thai, rồi người có huyết áp thấp, người dị ứng với cái loại hoa này. Đặc biệt là cái hoa này á, uống một thời gian, nếu mà chị em nào á mỗi kỳ tháng đến á hay bị mệt mỏi và đau bụng nhiều á, uống một thời gian nó cũng hết đau bụng, nhưng mà trong mấy ngày kỳ của mình á thì đừng có uống nha, uống vô nó sẽ làm chóng mặt mệt. Khi mà Thảo được bạn chỉ cho cái hoa nghệ tây này đó, giống như có một niềm vui tột độ luôn, giống như tìm được một phương thuốc để cứu cánh giúp cho cái sức khỏe của mình á. Cái trong thời buổi này á, dễ bị bệnh những cái bệnh nan y lắm, do đó gặp được cái hoa nghệ tây này á, Thảo nói chung là mừng dữ lắm á, mừng khôn tả luôn, và thường khoa uống. Nhưng mà một ngày mình đừng có uống quá 15 mg nha.
thường Thảo uống khoảng 10 cộng đến 15 sợi cộng cái nhị nè. Rồi mình pha vô nước á, cái chút mình uống hết nước mình chế nước thêm vô nữa. Mình chế nước hoài, chừng nào nó lạc thì thôi. Cảm ơn cô chú anh chị và các em đã xem video. Nếu mà may mắn xem video này của Thảo thì thử tìm mua cái loại nhị hoa nghệ tây này nha. Uống một thời gian coi sức khỏe của mình thế nào nha. Bạn Thảo nói á, bạn Thảo uống vô cảm thấy nó cơ thể mình nó khỏe mạnh lắm. Làm việc đồ không có mệt mỏi. Chúc cô chú anh chị và các em luôn khỏe. Hẹn gặp lại trong những video mới của Thảo.